Dạ hello em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa Để cô chú anh chị mình có thể cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà à, Đầu tiên á, thì em sẽ chia sẻ vài cái mặt hoa các loại da tem Sau đó thì em sẽ chia sẻ thêm vài mặt hoa các loại da sưu tầm Để cho cô chú anh chị à, mình à, muốn chơi cây sưu tầm Thì mình có thể cùng xem và cùng à, tham khảo ha À, đầu tiên trong cái video hôm nay á, em có một cái chậu hoa màu vàng à, lưỡi đỏ hoa màu vàng lưỡi đỏ cây à, à, mem mai thông cây mem mai thông à, loại này thì em chia sẻ với giá là 180.000 một chậu cây hiện tại là em thuần chậu rất là đẹp rồi nha cả nhà Đây cây hiện tại là em thuần chậu đang rất là đẹp rồi chậu vỏ thông đó à, 180.000 cho một chậu như thế này cô chú anh chị nào mà quan tâm thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại là 0386232357 đó là số điện thoại của em cả nhà có thể nhắn tin cho em theo cái zalo bằng cái số điện thoại đó nha cả nhà đó à, 180 ngàn cho một chậu như thế này đơn cô chú anh chị mình chốt từ hai chậu trở lên là em sẽ miễn phí ship cho cô chú anh chị mình luôn đó cứ những cái mặt hàng các tem như này nè thì cô chú anh chị nào mà chốt đơn từ hai chậu trở lên là em sẽ hỗ trợ phí ship cho mình luôn ha Đó à, Mem Mai Thông 180 ngàn cho một chậu đó nha cả nhà Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em à, Rồi tiếp theo ở đây em có một cái cây hoa màu à, Nó là cây này chính xác thì cái màu của nó là dạng màu à, màu trắng hồng lưỡi đỏ Cây này là màu trắng hồng lưỡi đỏ à, Cây này á là tên của nó là anjoino 2, anjoino 2. Cây này thì em cũng chia sẻ với giá là 180 000 trong chậu. Cây này thì hiện tại đã thuần chậu đang rất là đẹp nè. Cái chậu uh, đang khá là đẹp, khá là khỏe luôn. Cái dòng này á, thì thân lá nó rất là cứng và dày. Thân lá, bản lá của nó thì khá là to. Đó, đặc biệt ở cái dòng này á, uh, dòng này cả nhà mình trồng uh, trồng trồng đạt, trồng đẹp á cả nhà là thân lá của nó nhìn cũng rất là ok mình có thể chơi được thân lá luôn thân lá bản lá to dài đây bản lá của nó này. to dài rất là to và rất là dày luôn thân cũng vậy thân nó rất là mập và rất là to đây đó À, Android No 2 180.000 cho một chậu Cây này cũng thuần khá là đẹp rồi nha cả nhà 180.000 Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em Android No 2 nha cả nhà Android No 2 Rồi và đây em có một cái hướng cái cái chậu à, à, các đài xưa cây này là cây tách chiết à, nhân giống nha cả nhà cây này á, em chia sẻ là tên của nó là vĩnh khang vĩnh khang một cái cây đài xưa một cái cây đài xưa vĩnh khang này á, thì em chia sẻ với giá là 200 k 200 k cho cái chậu như thế này cây hiện tại em cũng đã thuần vỏ thông cho cô chú anh chị mình luôn rồi tất cả các cây ở vườn em á, thì em thần vỏ thông đang rất rất là đẹp rồi nha cả nhà. Đó. À, 200k 200k cho cái chậu vĩnh khang như thế này. cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em 200k nha. vĩnh khang, các vĩnh khang, một cái cây các đài xưa rất là đẹp nha. hoa màu vàng, hoa màu vàng. À, rồi tiếp theo ở đây em có một cái cây à, hoa màu cam. cây này là cây à, à, tai quan chai tay quanh chai một cái cây hoa màu cam à, quanh chai này á, thì em chia sẻ với giá là à, 180.000 cho một chậu nha 180.000 cho một chậu như thế này cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa tay quanh chai này á, thì mình có thể là liên hệ với em đó à, mặt hoa các tem một cái cây hoa các tem khuôn hoa cây này rất là tròn rất là tròn mà khá là đẹp luôn cái này thì hiện tại em cũng đã trồng lại vỏ thông cho cô chú anh chị mình rồi ha Đó Em đã trồng sẵn vỏ thông cho cô chú anh chị mình luôn rồi 180 ngàn cho một chậu như thế này à, Các tem thì cô chú anh chị mình à, chốt đơn từ hai chậu trở lên Là em sẽ miễn phí ship Đó Tai quanh trai Một cái mặt hoa rất là đẹp nha cả nhà à, Rồi và cuối cùng thì em có một cái chậu hoa màu vàng lưỡi đỏ nữa Cây này là cây thạc xỉn gôn Thạc xỉn gôn Thạc xỉn gôn này thì cây này thì em chia sẻ với giá là 150 ngàn Thạc xỉn gôn này thì em chia sẻ với giá là 150 ngàn Đó cho một chậu như thế này Cây này thì nó là dạng thân lùng Hoa nó to nhưng mà thân lùng Thân nó chỉ có nhiêu đây thôi cả nhà Đó cả nhà có thể xem nè Nó lên mèo luôn rồi nè cả nhà Đó thì cả nhà mình biết ha cái thân nó rất là lùng cái dòng này cái thân nó rất là lục đó à, hoa dòng này thì khá là to hoa to à, 150.000 cho cái chậu thạc xỉn gôn thạc xỉn gôn cây này nó dạng là hoa màu vàng hoa màu vàng lưỡi nó có cái cái phần 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 đỏ ở bên dưới uh, Vì lưỡi cả nhà đó à, cây hiện tại cũng đã thuần vỏ thông luôn rồi 150.000 cho cái chậu thạc xỉn gôn đó đơn cô chú anh chị mình chốt đơn từ hai chậu trở lên là em sẽ miễn phí ship rồi tiếp theo thì em sẽ có vài cái hướng cát sưu tầm chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha à, đầu tiên ở đây em có một cái hướng cây 40 vĩnh cửu 40 vĩnh cửu à, hướng này là hướng hai thân đầu dinh em mới tách trồng hiện tại là nó đã bắt đầu nhú rễ nhú rễ rễ non ra rồi nha cả nhà đây cả nhà có thể xem ha hiện tại nó đã bắt đầu nhú rễ non ra rồi 40 vĩnh cửu này á cái hướng này em chia sẻ với giá là 850 ngàn em bao ship cái này là hướng này là hướng vừa rồi mới vừa tàn hoa em tách ra nè cả nhà đã em tách ra em trồng lại 40 vĩnh cửu 40 vĩnh cửu 850 ngàn cho cái hướng này nha cả nhà hướng hai thân đầu dinh cây 40 vĩnh cửu này á thì thân lá nó cực kỳ cứng và cực kỳ dày luôn đó thân nó rất là to đặc biệt cái cây này á nó cũng là cây của dòng 40 dòng sổ dòng 40 ấy cả nhà dòng 40 thì có 40 um, Lê Thị Riêng 40 uh, Trung quận 2 uh, 40 đỏ quận 6 rồi uh, 40 Vũng Tàu 40 Cam Kim Tuyến rồi đó cả nhà đó cây này cũng là một trong những cái cây rất là đẹp uh, ngày xưa cũng khá là nổi tiếng nha ngày xưa cũng khá là nổi tiếng cả nhà nó có tên là 40 vĩnh cửu cây này thì thân lá của nó sẽ lùng hơn những cái loại khác những những cái cây khác đó à, thân lá của nó rất là dày rất là dày và rất là cứng luôn thân của nó thì to to hơn những cái 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 cái, cái, cái loại khác đó à, 850.000 cho cái hướng đó cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em rồi và ở đây em có cái hướng 158 này nè Hướng 158 hướng 3 thân này Hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình giá ưu đãi luôn 1.200k thôi Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn Ở đây là hướng này em cũng mới tách Em mới tách em chồng thôi Mới tách em chồng hướng 3 thân Hướng 3 thân 1.200k Em em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn Một cái giá cực kỳ ưu đãi nha à, Mã 158 số 5 Cây này là cây 158 số 5. Đây cái cái thân này là thân vừa rồi cho bông này cả nhà. Đó, nó cho bông xong rồi nó lên thêm một thân này nữa. Thân này hiện tại cũng đang mèo, nhưng mà cái này thì em mới tách rồi. Mới tách thì khả năng là chắc là không không có thể đậu nụ được đâu. Cả nhà phải trồng thêm một thân nữa, trồng thêm một thân nữa. 1200k cho cái hướng này. Hướng này là ba thân tất cả nguyên zin hết cả nhà. Cây này thì nó cực kỳ xiên nha, tại vì cái cây này cái 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 dòng 58 á, cái dòng 158 đa số là nó đã xiên bông rồi, nhưng mà cái cây này thì cực kỳ xiên bông. Cây này là thân này cho bông. Đó và thân này cũng cho bông luôn. À, hôm trước em có chia sẻ mấy cái thân sau á thì cũng có một hai thân cho bông luôn. Đó, nói chung là khá là xiên bông. 158 số 5, cây đó em chia sẻ với giá là 1200k rồi tiếp theo đây em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái cây vàng ông sĩ một cái cây cực kỳ hot luôn nha cây này là cực kỳ hot nha cả nhà à nó là một trong những cái cây á được rất là nhiều cô chú anh chị mình săn đón trong cái khoảng thời gian vừa rồi đó à sở dĩ cây này nó được săn đón nhiều á đó là tại vì cái 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 sự nổi tiếng của nó nó cực kỳ đẹp và cực kỳ nổi tiếng luôn à khoảng thời gian vừa rồi á là À, anh em chơi dendro à, đó chơi thân thòng à, bắt đầu chuyển qua chơi cát đó thì săn tìm những cái cây này rất là nhiều những cái dòng cát mà nổi tiếng rất là nhiều cả nhà đó vàng ông sĩ là một trong những cây cực kỳ đẹp đó à, vàng ông sĩ, á, cái chậu hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình là cái chậu như thế này đây thân lá chậu này thì cực kỳ đẹp rồi vàng ông sĩ, á, cả nhà mình trồng à, khỏe đạt á cái thân lá của nó nhìn đã lắm cả nhà À, tại vì vàng ông sĩ á, cái thân lá nó sẽ không cao đâu Nhưng mà cái bẻ lá của nó rất là to Bẻ lá cỡ này là vẫn chưa đâu nha cả nhà Cả nhà có thể là trồng to hơn như thế này nữa Trồng to trồng mập hơn như thế này nữa Đó à, Vàng ông sĩ á, thì cái chậu hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình là cái chậu như thế này 1.200k em bao ship cho cô chú anh chị mình cho cái chậu này cực kỳ đẹp nha vàng ông sĩ nha một cây cực kỳ nổi tiếng nha cả nhà đó cây này rất là nổi tiếng và rất là đẹp luôn 1.200k nguyên cái chậu này em chia sẻ cho cả nhà mình luôn đó cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em vàng ông sĩ nha cả nhà cuối cùng trong cái video hôm nay á em có một cái hướng b4 hướng b4 cây này cũng là một cây rất là đẹp nha b4 này á là một cái dòng sổ à của đài của đài nó làm của đài nó làm Cây này đúng ra là của chú thu ở việt nam chú uh, tự lai tạo tức là chú tự tự uh, lai tự lai uh, hai cây cây cha và cây mẹ khi mà nó nở bông ra rồi chú tự lấy cái phấn bông chú lai đó tới khi đậu trái xong á trái chính là bắt đầu là thu hoạch trái gửi qua bên đài loan rồi bên đó họ cấy xong tới họ trồng lên tới cái size mà gọi là size bot, size nhỏ nhỏ về này đó là bắt đầu là trả ngược về lại Đài Loan à trả ngược về lại ở đây cho chú đó chú trồng đó à, là trồng tới khi bắt đầu sổ ra cái dòng đó thì vừa rồi anh cũng khá là nhiều cô chú anh chị em mình sổ ra được nhiều cái mặt hoa cũng rất là đẹp đó đây cũng là một cây phải nói là cực kỳ đẹp nha cả nhà cây này bông rất là to bông cây này á nó đạt tới 14, 15 cm là cái bông của nó rất là đẹp à, cái cây này em chia sẻ cho cả nhà mình á là hướng hai thân nguyên dinh đảm chậu luôn rồi đảm chậu đây cái này là cái cần bông cũ của nó nè à, hai thân nguyên dinh đảm chậu hướng này thì em chia sẻ với giá là à, 2.500k em bao ship 2.500k em bao ship cho cái hướng này cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái mã B4 này á, thì mình có thể là liên hệ với em. Đây, mã B4 nha. Cây hiện tại em trồng ấm chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Bông rất là to, bông nó đạt tới 14 15 cm là 14 15 cm lần cả nhà. Và cái cây này á nó cũng là cây tới 3 mắt ngủ lần, 3 mắt ngủ lần cho nên cái thân đầu của nó hiện tại là nó đang có tới ba mắt ngủ lần. Thân sau á thì cái măng này em thấy nó cũng ú ú lên nhưng mà không biết là có lên 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 luôn hay không nha cả nhà. Tại vì thấy nó cũng ú ú rồi nè. À, 2.500k cho cái hướng này em bao ship. Rồi. À, trong cái video hôm nay á em chia sẻ vài cái mặt hoa cái lá da tem và một số vật hoa cái lá da